Lưu ý dành cho tất cả du khách, chúng tôi rất vui vì bạn thích mua sắm, nhưng bạn có chắc sẽ mang được tất cả về nhà không? Đừng lo, bạn sẽ có thêm 5kg hành lý ký gửi trong chuyến bay về cùng hãng hàng không Thai Airways và được giảm giá lên tới 50% ở các cửa hàng đối tác. Chương trình Give Me 5 sẽ mang đến cho bạn thêm trải nghiệm mua sắm, áp dụng từ nay cho đến 30 tháng 9 năm 2019.